Người phụ nữ thật sự thông minh đều biết khi họ nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào, những điều họ biết chắc chắn ít hơn đàn ông. Cổ là thẩm phán ở đây, mấy người làm nhục cổ thì phải xin lỗi cổ, nếu không tôi sẽ khởi tố mấy người coi thường luật pháp. Ông chết đáng à. Ba tôi lớn tuổi, sức khỏe lại không tốt. Tôi là con trai của ổng, để tôi nói thay cho ba tôi. Mình xin lỗi nha. Không cần. Ổng làm nhục cô thẩm phán thì đích thân ổng phải nói lời xin lỗi. Nếu không thì cả đình. Chính đáng à, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Đây là ba chồng của tôi. Tôi nghĩ ba tôi nhất thời quên mất hoàn cảnh nào nên dùng thân phận ba chồng dạy dỗ con dâu thôi, không có ý gì khác. Với lại ba tôi quen nói giọng thôn di, người khùng điên là câu cửa miệng của ba tôi, tuyệt đối không có ý xấu. Tôi tin ba tôi không phải chống đối hay làm nhục người thẩm phán. Thôi được, nhưng tôi phải nói cho mấy người biết. Tôi không cần biết quan hệ của mấy người ra sao. Đây là tòa án, nếu mấy người không kiểm soát lại hành vi của chính mình thì tôi sẽ khởi kiện mấy người coi thường luật pháp. Không có gì nữa, mau về đi. Anh Thông, con dâu anh giỏi ghê á. Cả thôn chúng ta không đua nổi nó. Chúng ta về đua, à không, chúng ta về chơi bài cửu. Thôi về. Còn điên. Bà. Gì? Bà. Anh đưa bà về trước đi. Bà à. Con dâu không những kiện ba chồng mà còn bắt ba chồng xin lỗi trước mặt con dâu là sao? Sau này còn mặt mũi gì gặp bạn bè? Ừ, phải qua ăn hết sức rồi. Rất rõ sao được chứ. Mọi người thấy phải không? Thiệt là hết sức biết luôn mà. Ở đây chỉ là sự hiểu lầm thôi, mọi người đừng để ở trong lòng. Tôi sẽ về la vợ tôi lại. Đừng có giận nữa nha. À, anh Hai à, điện thoại của anh rung kìa, để em nghe giùm anh nha. Alo, chị Hai hả? À, chị Hai gọi tới nói xin lỗi hả? À, dạ, chị đợi một lát nha. Sao? Cái gì? Bây giờ em gọi điện nói xin lỗi có ích lợi gì? Hả? Hồi nãy em ăn nói với ba, với ông 13 và các hương thân phụ lão như vậy, em có biết là em quá đáng lắm không? Hả? Em vừa phải thôi chứ. Anh Hai à, anh đừng nói lớn tiếng với chị Hai quá, coi chừng chị khóc đó. Nè, khóc cái gì? Thiệt vô dụng quá đi. Chửi em mà em khóc à. Nín cho. Kêu nín cho. Em tự kiểm điểm lại mình đi. Bây giờ anh còn phải uống rượu với 13 và mọi người. Đó. Con cho cổ bài học rồi đó. Cổ hứa sẽ không có lần sau đâu. Con không biết chuyện đâu. La rồi bỏ qua đi. Thì quá đáng hết sức rồi. Giai giới của tôi là ông nó lại bắt tôi xin lỗi nó đó hả? Nói vợ con hãy liệu hồn, có chuyện bị trời đánh á. Ây trời ơi. Xấu thì Linh. Bé bị sợ quá rồi. Bi con đừng sợ. Ba nó nè ngoan. Ngoan. Nè đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ba. Ba làm gì vậy? Trời ơi, xem chút ướt hết giấy tường rồi. Ba à, căn nhà này của ba hả? Sao chưa từng nghe ba nhắc tới? Còn có lò sưởi nữa nè. Ba con đặt từ bên anh về đó. Bên anh? Ba con muốn cả nhà sống chung, tam đại đồng đường đó mà. Tam đại đồng đường? Phải, căn nhà này sửa chữa cũng đâu vào đó rồi. Con hãy mau nói với vợ con dọn đến đây ở đi. Hãy nghĩ tới chuyện ngày nào cũng được ẵm bé Bi á, mừng muốn chết luôn. Dạ, con sẽ bàn bạc lại với cô. Nói nhiều quá làm gì, mau lấy cái khăn lên cho tôi đi, lạnh run luôn rồi. À. Căn nhà này ba con mua làm quà cưới cho con đó. Ba con muốn cả nhà sống chung tam đại đồng đường. Con hãy mau nói với vợ con dọn đến đây ở đi. Bé coi gì vậy? Không, đâu có gì. Bản giờ ước của em lâu rồi anh đâu có lấy ra coi mà. Phải, cho nên anh rỗi lấy ra để ôn lại đó mà. Mẫn à. Mẫn. Điều 1, sau đám cưới là không được sống chung với ba má chồng, có phải là rất quan trọng hay là thứ tự không phân trước sau? Em chỉ ghi đại chứ không sao hết. Không sao gì chứ. Em dựa theo tính quan trọng của nó mới đặt nó vào chương 1 điều 1. Điều này là quan trọng nhất, nhất định không thể vi phạm. Thật không? Tất nhiên rồi. Quyền cá nhân làm chánh án phải tư duy độc lập. Không gian cá nhân rất quan trọng.
Nếu Tam Đại đồng đường rất nhiều người thường xuyên ra vào thì chuyện cá nhân gì cũng không còn, em không thể chấp nhận. Anh sao vậy? À, không, không có gì. Anh ra mở cửa. Hi, xin chào cả nhà. Chào má. Má đến chơi nè. Hello. Hi. Hi. Diễn là anh à? Ryan đó, lần trước có đến chơi rồi, ngồi đi. Mẫn à, em không để mặt ảnh cũng phải để mặt má. Hả? À, tôi vào rót ly nước cho anh nè. Cảm ơn. Mẫn à, Ryan nói là có chuyện muốn nói với con. Hai người phải thật bình tĩnh nói chuyện với nhau nha. Má vào phụ với Quang ha. Xin lỗi, khuya rồi còn đến đây làm phiền cả nhà. Lần trước cô hỏi tôi về vấn đề có phải không? À, tôi biết phải trả lời như thế nào rồi. Là gì? Tôi không loại trừ cùng Dana, tức là má của cô, sau này có dịp tiến tới. Vậy tức là anh có ý đeo đuổi má tôi, thậm chí là má dượng của tôi. Nếu vậy thì tôi nghĩ có những thứ tôi cần phải nhắc nhở anh. Có thật là suốt đời anh có thể yêu thương má tôi và bảo vệ má tôi không? Có thật là suốt đời này anh không làm những chuyện gây tổn thương cho má tôi không? Với lại, tôi không chấp nhận lời hứa bằng miệng, cho nên phải lập một bản hiệp ước cụ thể. Nếu như anh làm trái hiệp ước, tôi bảo lưu mọi quyền lợi truy cứu. Những gì tôi nói anh có phản đối không? Hả? Tôi biết má tôi là người thành niên, tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống tình cảm của má tôi. Nhưng mà gia có gia quy, anh đã vào nhà này thì phải tuân theo quy tắc của nhà này. Còn về nguyên tắc, lát nữa tôi sẽ nói cho anh biết. Xin lỗi nha. Anh nói đi. Tôi đâu có nói là dọn đến đây ở chung với gia đình của cô. Tôi và má tôi gắn bó rất nhiều năm, má tôi sẽ không rời xa tôi. Anh đến với má tôi thì phải chấp nhận tôi, tức là chấp nhận luôn chồng tôi và con trai của tôi. Những gì tôi nêu anh có đồng ý không? À, tôi về suy nghĩ lại, khi nào nghĩ ra tôi sẽ ghé lại đây nữa. Mà Brian à, trời con à, con lại làm cho Brian bỏ về nữa rồi. Ngày mai thì má đi, cho nên tối nay má mới kêu anh tới chơi thôi. Đi. Má à, không lẽ má định đi chung với anh ta? Con cảm thấy người thanh niên này như không lẽ là gì? Bỏ trốn hay sao? Hả? Mẫn à, em bình tĩnh lại đi. Hai hôm trước má đã nói ngày mai là má đi công tác mà, em có nhớ không? Má là đại lý hàng mỹ phẩm, phải gặp biết bao nhiêu là khách, đương nhiên phải đi đây đi đó. Lúc nào má cũng không ở bên con nên mới thấy lo. À, Bi tới giờ uống sữa. Má cũng vào coi thằng Bi. Ê chà. Ủa à, ba con à, anh Vân. Ủa sao đến đây đông quá vậy? Dọn nhà giùm con đó mà. Không phải à, dọn rồi nhà. Dọn nhà. Dạo trước con nói là dọn về ở mà, không phải sao hết. Ê chà. Ê chà. Alo, cơ đây. Dạ ông Cao, hợp đồng nhà của ông xong rồi. Dạ ông Hoàng, 3 giờ đến con nhà. 4 giờ ly dị phải không? Alo, cô Vàng phải, tôi sắp đến rồi, đang ngã tư nè. Bản tôi tụng cô tôi rất chắc ăn á. Được, 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 bye bye. Trời ơi, mày lái xe kiểu gì vậy? Đường nhỏ ra đường lớn không biết nhường. À, sếp, sếp, đến được đúng lúc á. Từ đường nhỏ quẹo ra, anh ta không chịu dừng lại, tôi đã tông vào. Sếp à, tôi phải thưa họ lái xe không có cẩn thận. Quang à, chứ có chuyện gì lâu quá vậy con? Làm ơn kiểm tra giùm Nam Tô Á Cơ. Tô Á Cơ? Á Cơ! Cao Quốc Quang! Quen là anh thật hả? Thì đã hai người quen nhau hả? Vậy có thưa không? À, không thưa, không thưa nữa đâu. À, phải rồi, bỏ qua, bỏ qua đi. Quà giải đi ha. Tôi đưa tiền sửa xe lại cho anh nha. Không sao đâu. Ha. Bảo năm nay đi đâu vậy? Đám cưới của tôi anh cũng không đến. Kiếm tiền phải bay khắp nơi chứ. À phải, tôi là luật sư, gửi anh tấm danh thiếp của tôi. Hồ sơ mã số SKC 130, bị cáo Dạng Thiên Đa. Luật sư của bị cáo còn chưa tới. Anh ta đến trễ 45 phút. Tôi quyết định không đợi nữa. Giờ nghe xử lại. Chánh án thông cảm đi, ảnh đang trên đường tới. Thưa chánh án, tôi là luật sư đại diện cho Dạng Thiên Na. Tôi đã có mặt. Anh có biết anh đã trễ bao lâu không? Là một luật sư chuyên nghiệp,
đúng giờ là yêu cầu căn bản nhất. Xin lỗi chánh án, trên đường tôi đến tòa đã gặp tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông gì? Tức là sự va chạm nhẹ, nhưng cảnh sát giao thông cũng có mặt để giải quyết. À, tôi có chụp những tấm hình ở hiện trường sự việc và chiếc xe bị đụng. Nếu như cần thiết tôi có thể trình lên cho chánh án coi. Thư ký, gọi điện đến phòng giao thông kiểm tra. Với lại in những tấm hình trong máy ra luôn. Dạ được. Thưa chánh án, hình vụ tai nạn giao thông. Có thể bắt đầu. Chú Khống, mời cô đọc cáo trạng. Dạ. Bị cáo Giang Thiên Na bị khởi tố vào ngày 18 tháng 4, đã ăn cắp 37.000 tiền mặt và một cái đồng hồ của anh Trần Chí Thành. Bị cáo phủ nhận tội trạng. Hôm xảy ra sự việc, tôi chạy đến dưới nhà, thấy Thiên Na đi ra. Xong rồi tôi vào nhà, phát hiện bị mất một số tiền và mất cái đồng hồ. Sau đó anh làm thế nào? Sau đó tôi đã gọi điện cho Thiên Na hỏi là cô có lấy không. Cô nói phải. Tôi kêu cổ trả lại cho tôi, cổ không trả, nên tôi mới báo cảnh sát. Anh xem có phải là cái này không? Dạ phải. Thứ này do cảnh sát tìm được ở nơi trú ngụ của bị cáo. Cô Giảng Thiên Na, nghề nghiệp của cô là gì? Tôi là diễn viên điện ảnh. Cô có nhớ năm ngoái tổng thu nhập của cô là bao nhiêu không? Khoảng 4-5 triệu. Cô có biết Trần Chí Thành, chồng cũ của cô, thu nhập bình quân là bao nhiêu không? Anh là công nhân ở Tam Hãng, lương mỗi tháng 10 mấy ngàn. Cô khá giả vậy, tại sao lại đến nhà của Trần Chí Thành lấy tài sản của ảnh chứ? Tiền như cái đồng hồ không phải của ảnh, là tôi tặng cho ảnh. Nếu chúng tôi ly dị, tôi phải chia một nửa tài sản của ảnh. Vậy tại sao cô phải lấy lại? Vì trong bản hiệp ước có một đoạn ghi chú: nếu phía nam không chung thủy với phía nữ, phía nam sẽ không được hưởng gì hết. Tôi phát hiện sau khi tôi và ảnh lấy nhau, ảnh và cô gái đó đến khách sạn. Vậy tại sao tôi còn phải chia tài sản cho ảnh? Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi. Tôi không có phản bội, tôi chỉ uống trà trò chuyện với người ta thôi. Nếu không có gì tại sao lại giấu tôi? Trật tự. Bên miền còn vấn đề gì nữa không? Tôi không có gì để hỏi. Cô Giang Thiên Đa, trước khi cô đến nhà Trần Chí Thành ăn cắp đồ, cô có... Thôi ơi, trước khi thân chủ tôi bị định tội, tuyệt đối không thể dùng từ ăn cắp để hình dung cổ lấy số đồ đó. Chủ Khống, mong cô để ý cách dùng từ của mình. Dạ biết. Xin lỗi chánh án. Cô lấy tài sản của Trần Chí Thành có được sự đồng ý của ảnh không? Theo bản hiệp ước, tài sản đó là của tôi. Tại sao tôi phải hỏi ảnh? Nhưng bản hiệp ước không thể lấy làm bằng chứng trước tòa được. Phản đối. Chủ Khống, nhân chứng có thể đem ra tòa hay không là do bổn tòa quyết định. Hơn nữa bản hiệp ước không trái với đạo đức, về pháp lý có sự ràng buộc nhất định. Xin lỗi. Đừng nói xin lỗi với tôi nữa. Chủ Khống, tôi mong cô hãy thận trọng mọi lời nói ở tòa. Dạ biết. Luật sư Minh Viện, bản hiệp ước này là do anh lập ra cho cô Giảng Thiên Đa. Tại sao trong điều ước có từ không chung thủy mờ nhạt như vậy? Thật ra hai bên nam nữ lấy gì để làm tiêu chuẩn đây? Thưa chánh án, xin cho tôi ít thời gian làm rõ ý nghĩa khác của sự không chung thủy. Có thể sao? Đương nhiên là có thể. Được. Chủ Khống, cô có phản đối không? Không phản đối. Bổn tòa chấp nhận lời yêu cầu của anh, vụ kiện này sẽ dời ngày xét xử, bãi tòa. Chào. Đừng vậy mà, lúc mới vào nghề tôi cũng hay bị đâm thọt lắm đó. Huống chi bà chánh án vừa rồi hung dữ lắm hả? Nhưng mà hôm nay cô gặp một đối thủ hoàn mỹ như tôi hả? Tình cảnh này thật sự rất là hiếm có đó. Anh đang khen mình hay là an ủi tôi vậy? Cô đang khóc hay cười vậy? Cô chọn thứ tôi sẽ cho cô câu trả lời. Khoan chọn đã, mắt tôi đau quá à. Lông mi rớt vào mắt. Hey, đỡ xe đó, cảm ơn. Bị cô lừa rồi, tôi tưởng là cô khóc. Anh khờ quá à, sao tôi lại khóc chứ? Chánh án là tôi chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Nếu không... Mà nói gì thì nói. Chánh án cao mặt mày lúc nào cũng chầm dầm. Nếu thêm cái mặt trăng trên trán giống y hệt là bao thanh thiên luôn. Hay quá, vậy tôi có thể làm triển chiêu. Cô có biết võ không? Hai người đang nói gì đó? Chánh án cao, chúng tôi nói chuyện đóng phim. Đóng phim? Có phải hai người đang trao đổi vụ kiện chứ? Đừng nhạy cảm quá. Luật sư, tôi mong anh tuân thủ quy tắc luật sư.
Đừng nghĩ Hưng Hưng mới chờ nghề thì có thể moi tin ở nơi cổ. Tôi có chuyện tìm cô, vào trong phòng nói chuyện. Trong tòa ngoài tòa mặt mày lúc nào cũng chậm chậm. Đàn ông nào lấy cô là xui tận mạng. Cái này cũng không được, cái kia cũng không giống. Phải làm sao đây? Anh chọn đại bổ là được rồi. Trời ơi, không có được đâu. Vợ tôi chưa nhận lời dọn nhà mà ba tôi lại đến khiêng bộ salon đi. Nếu tôi không tìm được bộ giống vậy làm sao nói với vợ anh tôi nói đây? Chuyện rất dễ. Hồi nhỏ anh biết đó, anh bị phạt lên lớp. Tôi nói với chú Thông có một tiếng thì anh không có bị la. À phải rồi, vợ anh giao cho tôi đi. Alo, à, ba hả? Tôi này để tiệc tân gia. Alo, chú Thông hả? À, tối nay để tiệc tân gia. Được, 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 được. Có cho con đến dự không? Thôi thì vậy nghe chú Thông. Được, tối nay gặp, bye bye. Trời ơi, tại sao lại nhận lời ba tôi? Thời gian đó mà để tiệc, salon còn chưa mua, chuyện còn chưa nói với vợ. Con ra anh đâu? Ở nhà ba tôi. Tôi nói với họ là ra ngoài mua ít đồ mới nó chuồn ra được đó. Thì phải rồi, con trai anh bị giam giữ. Dự hay không cũng phải về đón con. Vì sẵn đến dự tiệc tân gia luôn, vui biết mấy. Còn bộ ghế salon làm sao? Tôi chọn giùm cho. Lấy bộ này đi, nhà thiết kế Italy, nô lệ vợ thiết kế rất hợp danh đó. Hey! Trời, xong xuôi rồi, ăn tô mì. Ủa thật là được không? À, được rồi, nhớ nói là Bi không cẩn thận nên làm dơ ghế salon thôi. Đổ thừa Bi ị hả? Vậy tức là nói dối cổ rồi. Tôi không tin trước đó anh chưa từng nói dối cổ. Không có, chưa từng. Anh có phải là người hả? Chưa từng nói dối vợ, đâu phải là đàn ông. Hả? Thiệt tình. Ý, tivi này lớn quá. Bản hiệp ước trước hôn nhân. Nè, nè đừng coi, ở cơ. Ở cơ. Hiệp ước vậy anh cũng ký được sao chứ? Trời ơi, vợ bỏ bộ anh ký sao điên quá vậy. Ôi trời. Ờ, em về hả? Tại sao lại đây? Hai người quen à? Luật sư tôi á cơ chứ gì? Bạn của anh à? Ờ phải, em gọi á cơ được rồi. Tụi anh quen biết từ hồi nhỏ, là bạn học của anh. Chánh Nắng Cao là vợ của anh. Hiểu rồi. Xin chào chị Quang. Mẫn à, không phải tối nay em đi tập yoga sao? Sao về sớm vậy? Em quên mang theo đồ cho nên chị nhà lấy. Á cơ mới ở anh về. Tụi anh lâu rồi không gặp. Anh tính là tối nay không nấu cơm, ra ngoài uống nước với ảnh. Được rồi, em về Vĩnh Thi đi ăn cơm rồi mới về. Sao đổi bộ salon khác vậy? Bộ cũ đâu? Tại Bi nó đã dầm mà còn ị luôn, là bộ salon dơ hết cho nên anh giặt hoài cũng không có sạch. Anh mua bộ mới luôn rồi, khỏi mất công. Ngoài bộ salon ra, sao em cảm thấy hôm nay trong nhà hơi khác khác đó? Đâu có rồi em. Không có phải đâu. Hôm nay có vẻ hơi vắng. Ý, Bi đâu rồi? Ngủ rồi. Hồi nãy tôi vô trọng hát ru nó ngủ rồi. Tối nay mấy anh ra ngoài uống nước, em sẽ ở nhà giữ Bi. Khỏi, cứ để anh giữ con cho. Không sao đâu, em chỉ giữ có vài ba tiếng thôi. Với lại mấy cái quán bar, con đâu có vô được. Không được, anh không nấu cơm đó là quá đáng lắm rồi. Để anh giữ con cho em mà. Em đi tập yoga đi em. Chị qua, chị yên tâm, để tôi và anh qua ẩm đi ngoài dạo về liền mà. Trời ơi. Nè, anh đi trước nha, bye bye. Ý, Hi Mẫn, có coi cung báo này không? Thiệt là mắc cười quá. Có ai không biết Dạng Thiên Na rất khá giả, còn chồng cổ thì nghèo xác xơ. Ai ngờ người chồng lại đi kiện người vợ ăn cắp đồ. Kỳ cục. Vụ kiện này do mình xét xử. Vậy Mẫn phải giúp phái nữ chúng ta nở mặt nở mày. Chồng của cổ quả thật rất là thậm tệ, gạt vợ của mình đi gặp người tình cũ. Đúng là nói dối. Nói dối tức là không chung thủy rồi. Là bản thân mình cũng phải nhắc nhở Thi đó. Thi mà nói tiếp tức là cản trở tư pháp công chính. Tán dốc thôi mà, đó chỉ đơn thuần là ý kiến cá nhân. Ha, mình cảm thấy Mẫn nói dễ nghe là thiết diện vô tư, nói khó nghe là cố chấp cứng đầu, quá bảo thủ không thương lượng được.
Nếu không phải vậy thì trước đây Mẫn và ai đó đâu có kết cuộc gây cấn như vậy chứ. Còn nói nữa. Không nói nữa, cản trở tình cảm công chính chứ gì. Thôi không nói quá khứ thì nói chuyện tương lai đi, được không? Anh Cát Quốc Quan của Mẫn có nói dối và không chung thủy với Mẫn không? Không. Không. Thông thường không có đàn ông nào mà không nói dối vợ đó. Thứ nhất, anh không biết nói dối. Thứ hai, tụi mình có bản hiệp ước trước hôn nhân, trong đó có ghi rõ anh không được nói dối mình. Cho nên mình rất tự tin để trả lời là không. Tự tin vậy sao? Mình không tin. Nè Quang, vợ con nó làm sao vậy? Kẹt xe tới giờ này sao chưa tới? À, tại ít tới đây chắc là chạy sai đường rồi. À, dạ phải, chắc cổ đang tới bà. Ôi, thiệt tình. À bà ơi. Hả? Má nói là dọn cơm được rồi, khách đến đông đủ chưa? Thôi, đợi bỏ bố kêu má dọn cơm ăn đi ha. Thôi dạ tiếp được. Cho tiếp. Ôi, con dâu thiệt tình, bắt mọi người ngồi đợi nó, riết. Sao lại bắt đàn ông người ở thôn này đợi nó chứ, thiệt tình nhỏ này, quá đáng quá mà. Ê, nè, điện thoại anh đang rung lấy ra coi. Ê, là vợ của anh đó. Alo, Vũ An hả, chị đánh chưa? Hả, nghiêm trọng vậy sao? Chị về nhà nghỉ ngơi đi. Được, tôi sẽ chuyển lời giùm chị. Được, bye bye. Con dâu chú nói đột nhiên bị đau bụng, vừa ói, vừa tiêu chảy, chịu không nổi nên phải quay về nhà. Nhưng chị chuyển lời, chị xin lỗi chú thông cảm. Ơi, làm gì bệnh quản hoài vậy? Nè Thông à, nay mai con dâu anh dọn về đây ở, không có bệnh tật gì nữa phải không? Không khí tốt của thôn này, người không may mắn nhất là ai chứ? Là bác sĩ đó. Bác sĩ. Yên tâm. Giờ mấy rồi còn chưa về nữa. Tới 9 giờ là con nó phải bú sữa mà. Con mang bình sữa theo lý gì mà bú. Phát tài nè, mở hết rồi, thua rồi đi. Anh vợ tôi gọi kìa. Anh cứ nghe. Nghe đi ha. Alo, Mẫn hả? Anh đang uống. Sao ở đâu hồn quá vậy? Đó là tiếng nhạc đó em. Anh đang uống nước ở đâu? Sao lại có nhạc hồn quá? Karaoke. Ủa hả? Tôi nói anh uống. Á cơ rất vui muốn nói chuyện với em nè. Alo, chị Quang hả? Dạ, hôm nay chị cực lắm rồi, chị phiền ngủ sớm đi. Được rồi. Anh qua đó uống rượu, tôi sẽ không cho anh lái xe đâu. Dạ, sống này yếu lắm. Được vậy nghe, bye bye. Cha vợ vậy biết tiệm đâu chứ, bị bệnh vậy cũng quan tâm tới chồng, thiệt tình. Mày có phước đó cô Linh. Kỳ lạ quá trời đi. Làm sao anh có thể quen người bạn như vậy? Bộ salon này sao quen quá ha. Cái đồng hồ. Ê, đẹp quá ha. Mình có tặng một cái giúp gì hệt cho ảnh mà. Bây giờ im lặng nha con nha. Ủa Mẫn, em chưa ngủ. Cha con anh chưa về làm sao em ngủ được. Đồng hồ của anh mấy giờ rồi? Anh xin lỗi nha, tại bận chút việc. Anh chưa trả lời em. 11:45. Hôm nay anh đeo đồng hồ cả ngày không có tháo ra, có phải không? À phải, anh cũng canh giờ kỹ lắm. Anh giả cơ tính vô quán bar uống rượu, ai ngờ bị chưa tới 18 tuổi nên không vô được. Tụi anh ghé karaoke. Á cơ mắc cười á, hát mấy bài hồ quảng không à, hát lớn hát ồn đến nỗi bi cũng không có ngủ được luôn. Hát hơn một hồi cho nên là quên giờ giấc. Nói xong rồi à? Xong rồi. Em đâu có hỏi anh chuyện đó, anh cụ thể làm gì? Đi karaoke có sữa uống không? 9 giờ con phải uống sữa đó. Anh không mang theo bình sữa gì vậy, còn uống cái gì?
Em đón ở karaoke, không lý nào lại phục vụ luôn cả bình sữa nữa. Còn nữa, anh nói bộ salon chúng ta bị dơ cho nên em bỏ. Vậy tại sao bộ salon này xuất hiện ở trên tấm hình này? Với lại, cái đồng hồ trong tấm hình này rõ ràng giống hệt cái đồng hồ của anh. Anh nói hôm nay anh không tháo đồng hồ ra, vậy tức là người trong hình chính là anh. Anh Cát Quốc Quang, anh có đồng ý không? Tấm hình này ạ. Hình này là do luật sư tòa án cơ chụp. Điều mà bây giờ anh phải làm là nói ra sự thật và toàn bộ sự thật. Thật ra hôm nay có chuyện gì xảy ra? Chuyện là vậy à Mẫn. 11 giờ sáng nay, ba với 13 cùng cả đám người đến khiêng đồ đạc của chúng ta đi. Ba nói chúng ta phải dọn về ở, mọi chuyện nó là như vậy đó. Cái chính là ba muốn chúng ta dọn về ở tại biệt thự mà ba đã xây cho chúng ta. Bản hiệp ước đó gì? Chương 1 điều 1. Sao hôn nhân không được ở chung với ba má chồng? Điều thứ tư, người chồng không được nói dối người vợ. Anh vi phạm cả hai điều. Anh biết rõ nội dung bản hiệp ước đó gì? Đã biết anh còn vi phạm mà còn nói dối. Anh biết là lỗi của anh, nhưng anh nói dối là thiện ý mà em. Nói dối là nói dối, anh không tuân thủ nội dung bản hiệp ước là lỗi của anh. Anh muốn nói gì? Mẫn à, anh muốn hỏi có phải chúng ta nên làm đúng theo bản hiệp ước hay không? Đương nhiên. Chương 1 điều 1 của bản hiệp ước là không ở chung với ba má chồng. Biệt thự kiểu Tây Ban Nha và nhà của ba anh cách xa đến 100m, với lại không có ra vào cùng một cửa, vậy đâu có thể cho là ở chung, phải không Mẫn? Mẫn à, anh nói có đúng không vậy? Người nào vậy anh nói gì vậy? Ngay từ đầu anh biết nghĩ gì vậy? Thì anh đã nói ra từ lâu rồi. Vậy tức là điều này không phải là do anh nói, có người chỉ anh. Anh nói tất cả điều lệ pháp luật đều có kẻ hở. Mẫn à, em không giận chứ? Vậy là có phải chúng ta có thể làm đúng theo bản hiệp ước không? Phải vậy chứ. Y Mẫn à, sao dậy sớm vậy? Hình như cũng không có ngủ. Sao mà bận dữ vậy? Gối ơi gối, tao có tin mừng. Có một tin mừng muốn nói cho mày biết nè. Sao cùng vợ tao cũng đồng ý dọn đi rồi. Nhưng mà ngủ với mày quen rồi, tao nhất định sẽ dẫn mày theo. Mẫn, chào em. Chào anh. Ở tòa nhiều việc lắm hả em? Hình như cả đêm em không có ngủ. Em suy nghĩ kỹ rồi. Tối qua anh nói rất đúng. Cả hai chúng ta đều đồng ý thực hiện theo bản hiệp ước. Vậy điều kiện trong bản hiệp ước thực sự phải liệt kê rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Em mất thời gian cả đêm để thảo lại bản hiệp ước này. Em hy vọng em làm vậy anh sẽ không phản đối. Anh không phản đối. Anh có cần hỏi Á Cơ những ý kiến pháp luật không? Khỏi đi. Vì phiền anh qua bên này. Mời anh ký tên vào. Thực ra trên cơ bản hiệp ước này không có gì thay đổi cả, chẳng qua có thêm vài điều phụ kèm theo thôi. Chẳng hạn như là chương 1 điều 1, sao hôn nhân không được ở chung với ba má chồng. Điều kèm theo ghi rõ, ý ở chung tức là không được ở cùng một khu. Ý của cùng khu là dựa theo sự phân chia khu vực của chính phủ Hồng Kông. Chẳng hạn như là khu Quảng Đông, khu Trung Tây, vân vân. Anh là cử tri mà, anh từng bỏ phiếu, chắc chắn là anh đã biết rõ. Đâu phải bầu nghị viên cần gì nghiêm chỉnh dữ vậy? Theo ý của Á Cơ, bạn của anh chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng hết. À chưa hết nha. Mong anh hãy để ý chương thứ 2 điều thứ 8. Không được hẹn gặp bạn xấu là Tô Á Cơ. Em còn ghi kèm số chứng minh nữa và số điện thoại của anh ta. Vậy nhất định sẽ không nhầm lẫn. Và anh cũng không có cớ để nói cho em là anh không biết người em đang nói là anh. Mẫn à, sao em lại không thích Tô Á Cơ? Từ trước tới giờ anh không hề nói dối em. Anh gặp lại người này bao lâu? Một ngày chưa đến 24 giờ anh đã nói cho em biết anh đã nói dối mấy lần. Em cảm thấy người này đang đe dọa lên tình cảm vợ chồng của chúng ta. Với lại anh ta còn ảnh hưởng xấu đến anh nữa.
sẵn đây em nhắc nhở anh. Chương thứ tư, điều thứ tư là không được nói dối. Điều kèm theo chương thứ tư A ghi rõ bất luận là ý tốt hay ý xấu, hàng ngày em nói bất cứ sự việc nào cũng phải là sự thật và toàn bộ của sự thật. A for apple, B for boy, C for gì ta? C for meo meo, meo meo. Trời ơi, con đã ngủ rồi hả? Ừ, ngủ đi con. Ừ. Này Quang, đúng lúc vậy hả? Ê Quang, chạy đâu vậy? Quang, Quang. Sao càng gọi anh càng bỏ chạy vậy? Anh đừng tìm tôi không thể gặp anh. Sao vậy? Anh xíu tôi dùng kẻ hở pháp luật rồi rút cuộc làm vợ tôi giận, cho nên cả đêm cố làm lại bản hiệp ước khác. Bể mánh rồi hả? Anh nhìn tôi nói chuyện có được không vậy? Tôi không có được gặp anh mà. Bây giờ điều lệ dài cách tất đều kèm theo của mấy chục, trong đó có một điều ghi rõ: không được gặp bạn xấu là Tô Á Cơ. Số chứng minh của anh, số điện thoại của anh ghi rõ luôn. Hai chúng ta không thể làm bậy được, không được. Nè, được được. Tổng điểm của vụ kiện này là ý đồ. Nè, anh và tôi đây chỉ tình cờ gặp nhau, đâu có hẹn nhau đâu. Anh không có ý định hẹn tôi gặp mặt mà, phải không? Yên tâm đi, tôi không buộc tội được anh đâu. Thật không? Nhìn anh kìa, người đàn bà đó quản lý anh như tù nhân vậy. Không hiểu sao anh lại chịu được cổ. Không thể trách cổ, có những chuyện anh không hiểu đâu. Cái gì mà không hiểu? Cổ có ám ảnh tuổi thơ. Hồi cổ còn nhỏ thì ba má cổ đã ly dị. Vì ba cổ không chung thủy theo nhiều phụ nữ khác khiến cho má cổ rất đau khổ, cho nên cổ không có lòng tin về hôn nhân. Tôi hiểu cảm nhận của cổ nên tôi không hề trách cổ. Tóm lại, về phía vợ tôi, anh đừng bận tâm, cứ lo phía ba tôi đi. Bây giờ đang dọn nhà lỡ dở, anh nói làm sao bây giờ? Alo, tôi ở cơ. Dạ, tôi sẽ đến ngay. Tôi có chuyện phải làm, việc của anh cứ giao cho tôi. Lần sau tôi và anh tình cờ gặp nhau rồi hẳn bàn ha. Thôi, đi như vậy đi, bye bye. Bye bye. Nè, 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 nè. Rồi vậy là sao? Nhờ Tina, Quang nói sao với tôi? Có gì phải nói với anh, đây là bạn trai của tôi, chúng tôi không có gì, chỉ uống trà thôi. Vừa nắm tay vừa hôn hít, mà còn đứng thân mật như vậy, cô dám nói là không có gì hả? Nè anh Thanh à, có chuyện gì vậy? Người đàn bà này, lúc đám cưới với tôi thì nói yêu tôi, nhưng thực chất vẫn còn qua lại với bạn trai cũ. Quá đáng, vậy cô rất có lỗi với anh. Thực tế là vậy, người phản bội chính là cô. Ha, rốt cuộc anh chịu nhận rồi hả? Những gì anh nói tôi đã thu lại hết rồi. Cô thu cái gì? Chuyện là gì? Thân chủ tôi uống trà với bạn trai cũ thì anh nói cổ phản bội à, vậy là anh Thành đi uống trà với bạn gái cũ cũng là phản bội à, thì ra hai bên đối với định nghĩa của sự phản bội đều có cùng ý kiến. Vậy lần sau ra tòa không cần phải mất thời gian tranh cãi về cái chuyện này nữa, phải không? Cô Vạn à, yên tâm, vụ kiện này nhất định sẽ thắng rồi. Nhờ anh hết đó luật sư Tô. Hả? Đi. Luật sư Minh Việt, lần trước anh yêu cầu dời ngày xét xử với lý do là anh có thể có một định nghĩa rõ ràng về sự phản bội trong bản hiệp ước. Thưa chánh án, xin chấp nhận. Vật chất của bên viện là D1. Nè anh Thành, có chuyện gì vậy? Người đàn bà này nè, lúc đám cưới với tôi thì nói yêu tôi, nhưng thực chất vẫn còn qua lại với bạn trai cũ. Quá đáng vậy sao? Vị cũ rất có lỗi với anh rồi. Thực tế là vậy, người phản bội chính là cũ. Tôi không hiểu cuộc đối thoại này có liên quan gì đến định nghĩa của sự phản bội. Thưa chánh án, trong cuộc đối thoại này là Dạng Thiên Na giấu Trần Chí Thành đi uống trà với bạn trai cũ. Trần Chí Thành đã chỉ trích thân chủ tôi phản bội ngay tại đó. Nói một cách khác, Trần Chí Thành và bạn gái cũ gặp nhau ở khách sạn cũng có nghĩa là phản bội. Phản đối. Phản đối, luật sư Bình Biện cưỡng từ đoạt lý. Thưa chánh án, xin cho phép tôi nói tiếp. Trần Chí Thành đã thừa nhận hành vi của mình cũng là sự phản bội theo bản hiệp ước hôn nhân của họ. Tài sản chỉ thuộc về thân chủ của tôi, cho nên Dạng Thiên Na chỉ lấy lại những thứ của mình, tuyệt đối không phải là cấp. Chủ không có cần hỏi lại không? Không. Tòa xem xét là mọi chứng cứ. Tuy bên viện đã đưa ra một định nghĩa cho sự phản bội, nhưng chỉ đưa ra một trường hợp được sắp đặt chứ chưa được toàn diện.
Hơn nữa tài sản dù có thuộc về bị cáo hay không cũng nên làm đúng theo pháp luật. Chính thức gửi đơn lên tòa xin phí trợ cấp phân phối lại từ đầu, chứ không nên tự ý lấy lại. Cho nên bổn tòa quyết định phản đối. Có chuyện gì? Tôi phản đối chánh án tiếp tục xét xử vụ kiện này. Tôi yêu cầu xét xử lại. Tại sao? Tôi cảm thấy chánh án không thể có sự phán xét công bằng về vụ kiện này. Lý do là gì? Tôi nhận một tài liệu cá nhân về chánh án có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của chánh án. Anh đừng làm mất thời gian của mọi người nữa, mau vào vấn đề chính đi. Cha mẹ của chánh án ly dị, nguyên nhân là phía Nam phản bội. Cho nên tôi có lý do tin rằng chánh án đối với định nghĩa của sự phản bội có một lý giải chủ quan là giàu trước là chủ. Nói đúng hơn là chánh án không thể có sự phán xét công bằng và công chính. Trời ơi, đúng rồi. Tôi không đồng ý cách nói của anh. Tôi tuyệt đối có năng lực loại trừ bối cảnh của cá nhân tôi để có sự phán xét công minh. Thưa chánh án, thật ra tôi còn một lý do nữa hợp lý hơn để xin xét xử lại. Những lý do này liên quan đến bí mật cá nhân hơn của chánh án, tuyệt đối không thể tiết lộ tại tòa. Cho nên tôi yêu cầu có một trọng tài độc lập. Chánh án đấy, có lẽ ông đã hiểu rõ đầu đuôi vụ kiện này. Nguyên nhân mà tôi yêu cầu xét xử lại là chánh án Cao và chồng cổ cũng có bản hiệp ước trước hôn nhân. Hơn nữa còn dài cả tấc. Điều kiện trong đó đều mang tính ràng buộc, chẳng hạn như không cho chồng cổ nói dối, thậm chí không cho anh gặp bạn bè của mình. Làm sao anh biết những chuyện này? Hơn nữa tôi có bản hiệp ước thì sao? Thực tế không liên quan đến điều kiện. Dĩ nhiên là có liên quan. Điều kiện trong đó là do cô ghi, sau đó kêu chồng cô ký tên. Cũng giống như thân chủ của tôi lập bản hiệp ước rồi kêu chồng mình ký tên. Những chi tiết nhỏ này cũng giống nhau. Cho nên tôi có lý do tin rằng cô sẽ có lý giải riêng về bản hiệp ước trong vụ kiện mà không thể có sự phán xét công bằng và công chính được. Cao chánh án, tôi chỉ muốn biết những gì luật sư Tô nói có phải là thật hay không. Phải, nhưng mà tôi rất tin vào khả năng chuyên nghiệp của cô, nhưng tôi cũng đồng tình những gì luật sư Tô nói. Tình cảm giữa cô và nguyên cáo bị cáo quá giống nhau, cho nên tôi chấp nhận luật sư Tô xin xét xử lại vụ án. Luật sư chủ không có phản đối chứ? Không. Luật sư Tô, vụ kiện này tôi đích thân xét xử. Đợi xếp lịch rồi tôi sẽ thông báo danh. Cảm ơn chánh án đấy. Anh mong là em hiểu. Anh phải giải quyết chuyện lần này như vậy thôi. Anh không tin em có thể công chính. Không phải anh không tin em. Em còn nhớ nguyên tắc làm thẩm phán như chúng ta không? Just to be seen. Bản thân chúng ta là cho là công chính cũng chưa đủ. Công chính mà chúng ta cần là công chính mà tất cả người dân cảm thấy được và nhìn thấy được. Em biết. Giống như lần trước vậy, em nghĩ là em có thể xét xử ba chồng của em rất công bằng. Anh cũng tin là em có thể làm được. Nhưng mà người ngoài thì nghĩ sao? Nhất định là nghĩ lệch. Cho nên lần này anh không muốn người ngoài có cảm giác đó nữa. Sao cũng được, anh là cấp trên của em, anh có quyền làm như vậy, không cần giải thích với em. Quả thật là em vẫn cố chấp như trước đây vậy. Em không muốn nhắc chuyện trước đây nữa. Được, vậy chúng ta đừng nhắc chuyện trước đây nữa. Chúng ta nói vụ kiện ngày hôm nay đi. Bây giờ là 17 giờ 1 phút. Giấy thói quen của em nhất định sẽ không bằng công việc nữa. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ bàn. Này, Á Cư, bữa nay chúng ta lại ngẫu nhiên gặp nhau rồi. Tôi có chuyện nói với anh nè. Nói chuyện ở đây hả? Đây là con đường vợ tôi sẽ đi ngang á. Vậy tôi không gì đi mà lên. Sao vậy sao? Liên quan đến sự an toàn tính mạng của tôi và cả anh. Vẻ mặt anh rất nghiêm chỉnh. Thật ra là có chuyện gì? Mau lên xe đi. Trời, không phải chứ, anh nói hết cho cổ biết. Sao anh có thể nói ra được? Chuyện của ba cổ và bản hiệp ước anh đều nói ra hết. Tôi chỉ nói sự thật chứ đâu có nói dối đâu. Huống chi trường hợp của cổ rất giống thân chủ của tôi, cho nên cổ không nên xét xử vụ kiện này theo trường hợp thông thường. Trường hợp thông thường chứ gì? Phải tuyệt đối chứ gì? Vợ tôi rất là công chính, dù giống nhau đến mấy cổ cũng không thiên vị. Vợ tôi rất xem trọng công việc của mình, dù có xảy ra sự cố gì đi nữa cũng xét xử một cách công bằng. Bây giờ anh nói hết tất cả mọi chuyện, ảnh hưởng đến cách nhìn của cấp trên cổ đối với cổ, rồi cổ làm sao không được xét xử vụ kiện? Anh thật là quá đáng, anh có biết hay không vậy? Quá đáng. Ôi trời. Tôi đau một chút đi. Tan hết bầm rồi nó đỡ đau à. Xin lỗi nha. Bây giờ một một hòa nhau không có gì nữa. Anh thì không có gì, còn tôi sắp tan nhà nát cửa rồi.
mình có thể nói cho Mẫn biết. Bây giờ ảnh không có ở đây mà còn bỏ đi đã lâu, rõ ràng là ảnh sợ tội rồi bỏ trốn. Có bộ lần này cổ sẽ không dễ dàng tha cho anh, nhưng mà không sao, cô tôi ở đây trốn với anh vài ngày, đợi cổ hả giận rồi sẽ không có gì nữa. Chắc chắn là bạn xấu của ảnh đã đến báo tin trước, cho nên ảnh bắt đứa con bỏ nhà ra đi. Mình nói cho Mẫn biết, thế nào ảnh cũng bỏ trốn ở nhà bạn xấu. Chưa chắc đâu, nếu ảnh không muốn mình tìm được ảnh, nhất định ảnh sẽ trốn ở nơi mình ghét nhất. Nè, cổ không thích chỗ này làm gì mò đến đây chứ. Cổ nổi bây giờ cần phải như vậy, tôi không có lạc quan được nha anh. Yên tâm đi, hai vợ chồng làm gì tuyệt tình đến vậy, coi như nghỉ phép vài ngày đi. Thật ra chúng ta đến đây làm gì, còn dẫn theo cả đám người, không phải để đánh lộn chứ? Lát nữa sẽ biết. Ủa, Huy Mẫn, con về chơi hả? Trời ơi, sao mà về trễ vậy? Sáng nay thằng cô Đinh nó về rồi, còn đứng đây làm gì nữa? Mau vào nhà phụ nấu cơm. Tại sao bắt phụ nữ nấu cơm chứ? Đàn ông không biết nấu cơm sao? Đàn ông cũng biết ăn cơm thì phải biết nấu cơm. Con nhỏ này là ai vậy? Ba, con muốn nhắc nhở ba, theo điều lệ vệ sinh môi trường, xả rác bừa bãi là phạm pháp. Hãy bị định tội thì ba sẽ bị phạt 1.500 đồng hoặc vào tù 3 tháng. Bây giờ con cảnh cáo ba bằng miệng, mong ba không tái phạm. Trời ơi, con dám nói với ba kiểu đó hả? Với lại, các quốc quan có trong đó không? Ở trong đó thì sao? Quốc quan. Chị hai. Huy Mẫn. Má, em có chuyện muốn nói với anh. Nè, Huy Mẫn. Trời ơi, ba làm nói chuyện với con mà, sao con lại bỏ đi? Con có biết lễ phép là cái gì không? Còn nữa nha, còn đưa mấy người đàn ông tới đây hả? Đây là nhà của ba, con có biết hay không hả? Hả? À, anh biết là em nhận lắm, nhưng mà đừng cãi nhau ở đây nha, có gì về nhà mình nói. Các quốc quan, anh nghe cho rõ, sau này tôi sẽ không đóng kịch với anh nữa. Những gì trước đây anh làm, tự anh hãy gánh vác lấy. Bộ salon này khiêng đi đi. Nè, khiêng cái này đi đi. Nè, khiêng hết đi đi. Làm gì vậy? Nè, bộ chiếc đồ hả? Nhanh lên. Nè, dừng tay lại. Dừng lát tay. Nữa khiêng luôn cái này nha. Ba, có gì không hiểu mà hỏi con trai bà đi. Hả? Nhớ khiêng cái này luôn nè. Hả? Thật ra mọi chuyện là sao? Mọi chuyện là sao đây? Mọi người đều biết, trong các phương thức hợp đồng đứng tên mua nhà gọi là hợp đồng trường thọ, đặc điểm của nó chính là một trong hai bên cùng đứng tên mua nhà qua đời thì quyền sở hữu sẽ thuộc về bên còn lại. Cho nên bên nào sống thọ sẽ trở thành chủ nhân, nhưng cùng đứng tên mua nhà, hai bên gặp tai nạn chính cùng một lúc, không thể phân biệt trước và sau thì quyền sở hữu nhà sẽ thuộc về người thân của bên nào hoặc hai bên chia đều. Câu trả lời chắc chắn là không có chia đều, bởi vì trong pháp luật có một điều quy định, chính là bên lớn tuổi sẽ qua đời sớm hơn bên trẻ tuổi. Cho nên trong tình trạng này, người thân của bên trẻ tuổi mà cùng đứng tên mua nhà sẽ giành được quyền sở hữu mua nhà.